Ví dụ như mà chơi nữa thì anh chơi cái gì? Thua đứng nhảy Vinahouse. Nói cái kèo đó em chung dở lắm, cũng giống như kèo rên vậy đó. Có kèo nào mà nó vui hơn không? Kèo đó em chung dở lắm, đâu biết nhảy mẹ gì đâu. Chơi thua hỏi 5 câu hỏi. Em trả lời của nó cũng dở luôn, cái gì Thôi mà mà em chung thôi đi. dở. Nhảy con ếch xanh. Chơi chết mẹ luôn. Giờ anh thua làm gì cũng được, em thua em mặc đồ trai vô đi. Rồi, khi mà thua mặc đồ Nay đồ mặc gâu luôn. Dễ gâu luôn. Đúng. Anh thua anh đứng nhảy ở xanh nha. Rồi, chơi luôn. Dứt đi, 10 phút. Công hiệp phụ xin Cái được đèn phép cầu đang bắt banh sẵn đầu. quá. Trời. Trời ơi, anh Tony, anh đi đâu nãy giờ dạo gum đâu vậy em? Anh ơi, em Út anh ở đây te tua gì nè. Anh dòm nè, nó bắt em ăn mặc đồ gì nè, anh ơi, cứu em anh ơi, vậy kiểu này đẻ chết anh ơi, giờ này nữa đi mà bắt mặc đồ như thằng điên vậy nè anh ơi, ơi nữa mọi người ơi, te tua hết rồi, mẹ đi thắng một kèo người ta chả là gì, thua một kèo te tua hết à, dòm cái te tua liền. Ở ở bên kia đâu xả đạn như vậy. Yeah, cảm ơn anh Tony. Cái gì Dubai ít năm qua bệnh nặng rồi. Dubai gì kỳ vậy? Vậy đâu phải Dubai. Dubai bên đây mà. Cảm ơn anh Hảo. Trời ơi. Cái đem rồi. Anh vậy đâu phải Dubai. Anh là Nội Giang. Cảm ơn. Trời ơi, tưởng ai tặng bông cúng nội. Cảm ơn Tiểu Hoa Mã. Cái gì? Không có cứu được đâu. Ngứa chìm quá, gãi. Trời ơi, Anthony ơi. Em cảm ơn Anthony luôn. Cảm ơn Quân. Lên. Hey. Tình tình gặp bờ. Câu câu anh sorry em. Trời ơi anh Hảo ơi. Cảm ơn anh Hảo. Trời ơi cảm ơn xích lâu luôn anh ơi. Lên. Hey. Lên đi mọi người ơi. Ghét của nào chờ trao của đó mà. Hồi xưa nói ghét cầm micro cầm giống như cái bàn chải đánh răng. Giờ mình phải cầm gì nè, muốn nói là phải đút cái bàn chải vô. Lên. Không lại đâu. Nãy Phương ban chủ thua hai kèo luôn hả? Trời ơi tao đi. Nào thắng đi hả qua tặng anh. Nào thắng đi hả qua tặng bằng nó, giờ này chết đi em anh. Lên. Trời ơi. Chú cha trời đất mẹ ơi, ngói xuống mà coi nè. Cảm ơn anh Lâm Ri. Cố lên mọi người, ai cố lên mọi người. Chơi nó. Chương hình chụp tiếp của chúng ta. Lên.
đi lớp. Anh Hào đã lấy vậy thằng hả? Đó anh Hào hả? Hôm qua lượng đây anh Hào hả? Cảm ơn anh Hào. Cảm ơn anh Tony. Lên lên lên. Anh Hào anh mới tặng em gần đây luôn. Anh mới chơi mà lâu lâu anh lên vậy thần hoài. Thế nay anh đặng đâu cũng hơn 100k rồi mọi người. Cảm ơn anh Hào. Anh em qua xe Jolly 191 nha. Coi người giúp phúc. Ali Ray luôn hả? Rồi dạ. Cảm ơn anh Hào. Phút Lầy thành Phút Lầy. Phút Lầy lâu rồi. Cảm ơn anh Vinh Võ. Còn con mẹ gì hình tượng nữa đâu mà lầy với không lầy. Ai muốn lạp KC thì cứ kết bạn Zalo 0972644100 nơi ghi sẽ hỗ trợ mọi người cách nạp KC cho mọi người. Cảm ơn anh Heo nè. Cảm ơn Ken Võ. Em con gái hả? À cảm ơn em. Em gái bé bé bỏng của lòng anh. Ok anh. Em follow rồi đó anh xích lô. À, chúc có gồng nè em. Trai ơi, thiệt không anh? Bé Coco có rồng hả? À bên Coco có rồng hả? Rồi bên đây chuẩn bị là xả đạn qua mặt con rồng nè mọi người ơi. Xả đạn qua mặt con rồng tiếp nè. Tưởng gì chứ rồng chuyện nhỏ anh Tony. Yên tâm đi anh ơi. Xả đạn ơi mọi người. Ôi dăm ba con rồng để dành chụp hình cho vui đó ơi. Chứ gầm ở đây thiếu trai gì đúng không mọi người. Xả đạn. Cảm ơn anh Đinh Võ. Cảm ơn Nam Ray. Nè Hà Đĩ là gì. No. Cái nhạc gì đâu mà nó chán chết bà luôn á. Cái gì? Trời ơi, bây giờ tôi sạch vô mọi người. Tôi sạch vô, tôi tìm nhạc Vina House. Cái tôi nhắn chữ Vina ra cái nó ra cái clip này mọi người. Lần đầu Vina, user khủng nhất Bigo. Hiện tại like anh em vào xem nhé. Lượng idol Bigo trả ơn quá khủng. Ui cha trời đất mẹ, anh Vina tôi nổi tiếng rồi ta. Bây giờ tìm cái từ khóa Vina hao nghe thôi mà nó hiện lên anh trai ruột của tôi luôn rồi, ghê không? Cô lắc rồi, ừ, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi. Thổ lên mọi người ơi. Là anh em bên nhau, đừng ngã chia đường đâu. Lai lai lai, quan chu chi. Hey!
lên. Anh xích lô nói chờ ảnh bơm máu hả? Ok anh ơi, cảm ơn tiểu hòa mã 40 giây bơm kịp không anh ơi, cảm ơn heo nè. Rét chết rồi, ai tặng quà cho nó nhiều dữ vậy, nhấp nhá kìa. Mừng heo one two three. Ở chân nha, cứu mạng ơi. Thôi hết rồi, hết rồi. Hoành tráng và thành công. Vậy đó anh, anh thông báo em một điều gì nè. Sao hả? Nghỉ ngủ sớm đi. Nghỉ ngủ sớm đi. Dạ còn anh đi đâu mà ông nghỉ ngủ? Em bào hết rồi đó. Giờ này mà tới khúc cuối mà không ai lên là có nghĩa là trong gương mình nào mình bào hết rồi đó. Ngủ đi, mai lại tiếp. Mai mới anh mới nạp đạn vô có chứ giờ sao có. Cảm ơn Tony, cảm ơn Nhật Hạo, cảm ơn heo nè. Cô nhớ mặt mày rồi nha. Mày tối thì mày ngủ với tao, mày qua bảy mày tặng quà làm gì đó. Cảm ơn Hà Quyết, cảm ơn Chích Lô, cảm ơn Lonely, cảm ơn Phương, cảm ơn Tiểu Hà Mã, cảm ơn Đinh Võ. Gì đâu. Vậy, giờ mình ngồi đây nói chuyện với Phúc đây nha mọi người nha, ra đi thay đồ rồi đi. Làm thân con gái sao khổ quá vậy nè, làm thân con gái là mặc đồ phải gì hả, bó sát vô vậy nè mà nó mát mát mà nó nực nực. Bệnh hiện hữu, những thứ mình không thích thì mình đi gì anh, đâu gì anh, đợi bóng phút có tiễn cô vô luôn hả? Ừ tiễn hết. À hát bài Duyên Phận đúng không? Phần làm con bông chưa một lần theo trai, mà nhìn dài tương lai mà thấy sao trong vòng đường dài. Hey, khổ. Live stream idol ghét ăn mặc gì nè, chả ra cái đám môn gì. YouTube coi một đống cầu thủ lụm bóng mới được phút quay tuyển. Nay mặc đồ lạ nha. Dạ mặc theo phong cách của cái gì người Scotland á. Thằng bà con gái có cái đinh dính dừa rồi phong cách bà ngoại. Cho tôi xuống ngờ ké, ngày nào tôi cũng lén coi phút like, bị đuổi việc rồi hả? Thôi kiếm chỗ nào ở đi anh ơi, ghé quán cà phê giỏng rồi này kia xin wifi rồi đi kia ngồi coi like cũng được nữa. Đến giờ anh xuống nhà em hai thằng mập địch nó nằm cứng chỗ rồi. Mặt con trai thân hình con gái hả? Đúng rồi em ốm. Ngồi gì quen rồi, ngồi gì kiểu giống như thầy mị gì á mà. Điều à, bước điều bước anh ơi. Mạnh mẽ. Jimmy đâu Phúc? Nết na. Nếp chân lại cái chân lậu cu. Qua đời con liên cô mơ ước. Từ khi coi phút tới giờ nghỉ 3 tháng làm. Mày gì tắt lại ngủ mấy bà. Nói sao nghe mà giống như là fan hâm mộ tôi nghe như làm như là tôi là mấy cái người mà liên để mà già làm cho mọi người thất nghiệp hay sao. Nói sao nghe não nề dễ sợ.
Tao đứng xa xa coi coi mặt đầu làm sao đá banh được không? Đầu này đầu của con gái mà, đầu của con trai đâu ta? Con trai thường thường ở nhà người ta không mặc áo sơ mi, người ta không có mặc quần. Nhưng mà nhớ đeo dây nịt vô nha. Giận rồi, giận rồi, giận rồi. Bàn tay đâu? Bàn tay đâu? Đâu vậy? Chuẩn bị đi thích khách ai hả? Hóa Trang cô chuẩn bị đi thích khách thầy Pháp hay sao mà giả dạng nhìn không ra luôn kìa. Má cục tóc giống như có u não đầu vậy trời. Đúng đàn ông luôn. Mai là anh cọc với số đi bán rồi nghe. Tối tối khuya hả like nha. Nay để ý like lấu giờ lắm rồi đó, like lần like mười mấy tiếng. Like lấu giờ quy định rồi, mai bán với số nguyên buổi sáng buổi tối hả like nha. Tiếng cơm mình nấu thôi anh bạn à. Bạn của con Khánh Châu mọi người. Bạn của con Khánh Châu lộ diện rồi đó. Em người tốt mà. Ừ. Thôi về nha, chơi vui vui vẻ thôi, chơi xong rồi về nha. Cái gì mai gặp lại ha. Ok bạn, hẹn bạn bữa khác qua chơi tiếp đi. Ok mày, thằng hôn mê của tao. Chúc mày một buổi tối. Con vợ của tao. Nắng trâu. Ở đồ bây giờ hẳn lại ra cái tên nắng trâu luôn. Trời anh nắng nhờ. Ừ chào mày Môn à. Cô làm gì đây nhỉ? Nắng râu. Cười đi anh ơi, cười trên nỗi khổ đau của em. Bad boy ca ca à? Ca ca nghe đây. Nói cái gì ai kích nó đâu. Anh đang sao anh cười em bị ốp sọt tơi tả mà mọi người cười tao hả à?